Thế như thế là chúng ta vừa mới giới thiệu về công cụ, cái nhóm công cụ Luxo, và bây giờ chúng ta giới thiệu nốt cái nhóm cuối cùng ở trong các công cụ tạo vùng chọn. Ở nhóm này gồm có hai công cụ, một công cụ tên là Magic One và một công cụ tên là Quick Selection. Ở trong đó thì công cụ Magic One là công cụ cực kỳ cổ điển luôn, nó xuất hiện từ các cái phiên bản vô cùng thấp của Photoshop. Thế nhưng mà công cụ Quick Selection là công cụ mới, có tuổi đời nó cũng tương đối trẻ so với các công cụ khác. Thì nó xuất hiện từ phiên bản CS thì bắt đầu là nó mới xuất hiện cái công cụ Quick Selection này. Thế thì nhóm công cụ này nó lại hoạt động theo một nguyên tắc hoàn toàn khác. Ví dụ như là cái nhóm đầu tiên chúng ta làm việc là nhóm công cụ Mackie thì nó sẽ dựa trên cái thao tác vẽ ra các hình học để mà tạo ra vùng chọn, chỉ có điều là vẽ to hay vẽ nhỏ mà thôi. Thế nhóm thứ hai là Luxo thì là nhóm công cụ mang tính tùy biến, giúp chúng ta có thể lượn lên lượn xuống, thắt ra mở, thắt vào mở ra cái vùng chọn lựa để uốn theo cái hình dáng cụ thể của cái đối tượng để mà bám theo đường chu vi, đường biên của đối tượng để tạo vùng chọn. Thế nhưng mà cái nhóm công cụ thứ ba, Magic One, hay là chúng ta gọi nôm na là lửa thần, thì nó lại không thực hiện theo cả hai phương pháp mà chúng ta vừa mới nói. Nó lại chọn lựa theo giá trị màu. Trong đó thì Magic One thì chọn lựa theo một cái giá trị màu chủ đạo nào đó. Thao tác thì rất là đơn giản, đó là tôi kích chuột vào một điểm ở trên cái khu vực mà tôi muốn lấy cái vùng chọn, thì chúng ta sẽ thấy là nó tạo ra một vùng chọn hoặc là bé hoặc là to, và hình dáng thì không thể xác định trước được. Thế nó lựa chọn như thế nào? Nó lựa chọn theo phương án là đo và tìm kiếm những cái vùng điểm ảnh có giá trị màu giống như cái điểm mà chúng ta nhấp chuột. Thì về thao tác như thế này thì chúng giải thích như sau. Khi tôi nhấp chuột vào một điểm nào đó thì cái điểm mà chúng ta nhấp chuột sẽ được coi là điểm lấy mẫu. Công cụ sẽ đo rất là nhanh cái giá trị màu ở cái chỗ mà chúng ta lấy mẫu, sau đó lấy cái điểm đó làm tâm và phát triển ra bốn phương tám hướng xung quanh cái điểm vừa được nhấp chuột. Trên cái đường mà đi tìm tòi đó, nó gặp một cái pixel nào mà có giá trị màu giống như là tại cái điểm lấy mẫu thì nó kết nạp cái pixel đó vào trong cái vùng chọn được tạo ra. Thế còn nó chọn được nhiều hay chọn được ít, chọn rộng hay chọn được hẹp thì nó phụ thuộc vào cái giá trị tolerance này. Tolerance này là cái tham số sai số cho phép, tức là nó có thể chấp nhận một cái giá trị màu nguyên bản nào đó, tạm gọi là A đi. Đó, sau đó thì nó có thể chấp nhận thêm cái giá trị tolerance nữa để coi như là sẽ nằm ở trong cái vùng chọn. Tolerance này chúng ta cứ hình dung một cách đơn giản rằng là cái A này giá trị là bao nhiêu thì nó chấp nhận là cái cộng thêm cái giá trị tolerance sáng hơn cái A bao nhiêu phần trăm và tối hơn cái A bao nhiêu phần trăm thì nó vẫn coi là nằm ở trong cái ngưỡng đó. Đấy. Thế thì cái giá trị tolerance này là một cái giá trị dao động giữa cái tham số là 1 cho đến 100. Trong đó 1 thì là gì? 1 có nghĩa là giá trị bé nhất trong cái tolerance. Nó gần như là nó đòi hỏi là cái pixel được lựa chọn thêm nó sẽ gần như là phải giống hệt như pixel mẫu thì nó mới kết nạp. Đấy. Thế nếu mà tôi tăng lên nữa, ví dụ tôi tăng lên 5, tôi tăng lên 10 chẳng hạn, thì lúc này vẫn ở cái điểm này tôi kích chuột thì sao? Tôi sẽ nhận được một cái vùng chọn lớn hơn rất là nhiều. Tất nhiên là về mặt hình thì tôi không thể xác định được trước nó sẽ chọn cái gì, tại vì tôi không thể đọc được từng pixel một nó là có màu giá trị bao nhiêu để tôi biết trước là nó sẽ chọn cái gì, chọn rộng đến đâu. Bây giờ tôi chọn tiếp tục là lên đến 30 chẳng hạn, vẫn ở cái quãng đó tôi nhấp chuột thì chúng ta lại thấy là cái vùng chọn nó mở lớn hơn rất là nhiều. Và nếu tôi tăng lên 50, 70, 100 thì lúc đó chúng ta lại thấy hình dáng và độ lớn của vùng chọn nó lại biến đổi thêm một lần nữa. Đó, đây là 50, đây là 70. Tôi tăng lên thẳng 100 đi. Thì gần như là chúng ta thấy với cái giá trị 100, gần như là chỉ một nhấp chuột tôi có thể chọn được gần hết toàn bộ các quả dưa này. Thì sai số tolerance càng thì cái vùng chọn nó sẽ càng lớn, nhưng đồng thời cái sự khác biệt giữa cái màu ở cái điểm mà chúng ta nhấp chuột với lại cái vùng pixel mà được chọn nó sẽ càng lớn hơn. Cứ nôm na là
cái sự giống nhau này lấy một cái hình ảnh là chẳng hạn như là một chẳng hạn, đúng không? Tôi đưa ra là một thì các bạn sẽ thấy là phải anh em trong nhà thì mới được gọi là một, mới được vào một team với nhau đó. Thế còn tôi lên đến 10 thì bắt đầu là anh em họ hàng đấy. Thế xong rồi tôi tăng lên nữa thì gọi là chi trên chi dưới, xong rồi lại làng trên phố dưới. Xong nói tóm lại là chúng ta cứ tăng lên thì nó lại nào là cùng phố, nào là cùng phường, nào là cùng quận, xong cùng thành phố, xong rồi gì đó, nó sẽ cứ tăng lên dần, tăng lên dần đấy. Tham số càng to thì vùng chọn càng lớn, nhưng mà sự khác biệt nó cũng nhiều hơn. Đấy, ví dụ đến một mức độ nào đó chúng ta cứ hình dung là nó sẽ giống như là lên đến 100 thì chẳng hạn ra đường cứ gặp thằng nào mà tóc đen, mắt đen da vàng một cái thì bảo là cùng người châu Á với nhau. Lúc ấy không đề cập tới là cùng họ hay là cùng quốc gia hay cùng tỉnh, cùng làng, cùng xã gì nữa. Nó ở mức độ lớn hơn, chấp nhận rất là nhiều cái sự sai số. Tuy nhiên là đến đây thì chúng ta thấy cái phương pháp này lựa chọn cũng rất là hay. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm là chúng ta rất khó xác định được trước là cái vùng chọn nó sẽ có cái hình dáng như thế nào và nó rộng hay nó hẹp bao nhiêu. Đồng thời còn có một cái thắc mắc nữa mà mọi người sẽ thắc mắc mà lựa chọn theo màu thì tại sao nó lại chỉ lấy ở cái vùng này thôi. Ví dụ tôi nhấp trên quả dưa thì nó chỉ lấy ở vùng quả dưa thôi. Tại sao nếu mà lấy màu vàng ở trong cái nơ này, ở trong cái quả lê này, hay là ở trong rất là nhiều các vùng khác thì cũng có giá trị vàng, tại sao nó lại không lấy mà nó lại chỉ dừng lại ở quả lê, quả dưa? Thì chúng ta sẽ có một cái lý giải là thực ra về mặt bản chất cái thao tác chọn là để chọn lấy một đối tượng cụ thể ở đó, chứ không phải là chọn lấy tất cả các đối tượng có màu. Do đó thì người ta đã đánh dấu một cái tùy chọn ở trên thanh option là tùy chọn contiguous này, để khi mà cái sự lan tỏa từ cái tâm mà nhấp chuột của chúng ta mà nó vấp phải một cái giải khác màu chặn ngang thì nó sẽ dừng lại. Thế thì chúng ta quay trở lại một chút với lại cái lý luận khi mà chúng ta giới thiệu về công cụ magnetic lasso thì cũng vậy thôi. Mặc dù Photoshop không phân biệt được đâu là quả dưa, đâu là cái cụ cải đỏ, nhưng mà nó lại biết được là đâu là biên. Vì sao? Vì khi mà sự khác biệt màu kéo dài thì đấy chính là biên giữa một đối tượng nọ với đối tượng kia hoặc đối tượng với nền. Vậy thì nó cũng giữ lý luận đó cho công cụ Majuan. Có nghĩa là nếu như tôi vấp phải một cái giải màu và khác màu kéo dài thì đấy chính là biên của đối tượng rồi đấy. Thì nó sẽ dừng lại và nó không chọn ở đấy. Nó giúp chúng ta chọn lựa trong phạm vi một đối tượng để lấy được đối tượng đó ra khỏi cái tổng thể này thôi. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái tùy chọn contiguous này đi thì một nhấp chuột này tôi có thể chọn tất cả các giá trị mà mang giá trị vàng, các pixel mang giá trị vàng nằm rải rác ở trong cái bức ảnh này. Tuy nhiên chọn như thế thì sẽ rất khó thao tác. Thực ra thì chúng ta cần tách là từng đối tượng cụ thể một, chứ không phải là lấy các giá trị màu. Do đó thì cái tùy chọn contiguous này giúp cho chúng ta giới hạn được cái khu vực. Và tất nhiên là các thao tác giữ shift giữ an để thêm vào bớt đi các vùng chọn này thì nó cũng vẫn có giá trị chung giống như là những gì chúng ta đã giới thiệu trước đó. Thế đấy là cái cách thao tác làm việc với lại cái công cụ Majuan. Thế còn công cụ mới của chúng ta là gì? Công cụ Quick Selection thì nó hoạt động ra làm sao? Quick Selection thì nó hoạt động theo một nguyên tắc cũng gần giống, tại vì là nó cũng lấy giá trị về màu chứ không phải là lấy giá trị về hình. Tuy nhiên khác với Majuan thì nó lấy bằng một cái giá trị duy nhất. Ví dụ Majuan tôi bấm vào đâu thì nó sẽ đo màu chủ đạo ở cái pixel đó. Giá trị là vàng thì tất cả những cái giá trị vàng bao quanh sẽ được chọn lần theo nó. Còn giá trị là trắng thì nó sẽ chọn các giá trị trắng xung quanh, chứ nó không lấy theo cái kiểu là vừa trắng vừa vàng. Đấy, nó không một lần chấp nhận cả hai giá trị màu khác nhau. Nhưng Majuan thì không. Majuan thì lấy theo một cái giá trị mang tính trung bình cộng. Và bằng cách là làm việc với trung bình cộng như thế này thì tôi có thể là tạo ra một vùng chọn mà có thể là một nửa màu nọ, một nửa màu kia. Đây, ví dụ các bạn thấy khi tôi nhấp chuột vào đây thì tôi đã chọn một cái vùng chọn mà bao gồm cả trắng cả vàng. Đấy. Và cái này thì nó tính là giá trị trung bình cộng. Ví dụ tôi nhấp chuột vào đây, nó tính giá trị trung bình cộng của tất cả các sắc vàng nằm trong cái phạm vi đầu công cụ này, và nó chấp nhận những sai số đó để mà khi mà nó
tìm xung quanh thì nó có thể lấy luôn cho tôi cả quả dừa này. Mặc dù sắc vàng ở đây có những sắc vàng mang sắc nóng, cũng có những chỗ sắc vàng mang sắc lạnh, vân vân khác nhau, nhưng mà nó chấp nhận hết cái sự khác. Hoặc đây các bạn quan sát, chẳng hạn như là tôi vẽ, tôi lấy cái này thì các bạn thấy rằng là tôi tăng hay giảm cái này đây. Thì thấy gì đây nhỉ? Ở đây gồm có sắc xanh của cây đúng không ạ? Sắc đỏ của củ, nhưng mà trung bình cộng là tôi nhấp vào đây tôi vẫn lấy được cả cái cây này, mặc dù sự khác biệt tương đối lớn về màu sắc. Đấy thì đấy là một cái ví dụ chứng minh rằng là chúng ta có thể là tạo ra vùng chọn theo cái cách là giá trị trung bình cộng, chứ không phải là cái giá trị một màu nào đó, mẫu duy nhất. Thế thì thông qua cái phương pháp như thế này thì chúng ta cũng đã giới thiệu thêm được một cái nhóm công cụ thứ ba ở trong các công cụ tạo vùng chọn, là công cụ Magic Wand và công cụ Wood Selection.